Mời các bạn đến với trận chung kết nội dung 1550 giải Hồ Thành mở rộng lần thứ 11 năm 2020 giữa hai đôi vận động viên tuyển Võ Thị Sáu Rượu Vang gặp đôi Út Vũng Tàu và Thế Phúc Đà Nẵng. Mười lăm giao cho tuyển Võ Thị Sáu, lỗi bóng một. Đây là hai trường phái bóng khác nhau. Mười lăm đều. Sau đây, sau trận đấu chung kết này sẽ có một trận đấu siêu cúp. Ba mươi mười lăm. Ba mươi đều. Bốn mươi ba mươi. Chào Hải Yến nha. Lỗi bóng một. Bốn mươi đều. Lỗi bóng một. Bóng vẫn còn trên dây. Như vậy là lợi điểm cho đôi Út Phúc. Lợi đều. Em đứng xa lên xíu. Tao dòng hay quá trời mà. Đứng xa lên xíu, tao dòng hay lắm. Ủa đây em. Ăn lớp nóng quá. Lợi giao cho đôi tuyển Rượu Vang. Lỗi bóng một. Thật tuyệt vời.
Đây là trận chung kết nội dung 1550 giải Hồ Thành mở rộng kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ. Rất tiếc cho tuyển Võ Thị Sáu. Lợi ngoài. Kết thúc game đấu thứ nhất, đôi Út Vũng Tàu Phúc Đà Nẵng đã tạm thời dẫn trước với tỷ số 1-0. Game đấu thứ hai, Út Vũng Tàu cầm dao bóng. Bóng ngoài. Tỷ số trận đấu đang là 1-0 và Út Vũng Tàu đang là người cầm dao bóng. 30 dao. Bóng ngoài. Ba mươi mười lăm. Đây là trận chung kết. Tỷ số là 40-15. Bóng ngoài. 40-30. Cảm giác bóng của Diệu Vàng rất tốt. Rất tiếc cho Diệu Vàng. Có một chút có một chút lãng tử trong tình huống vừa rồi. Tỷ số trận đấu được nâng lên 2-0. Đấy mới là lãng tử Diệu Vang. Diệu Vang rất hay có những tình huống xử lý bóng như vậy. Và đó là đặc sản của Diệu Vang. 30 dao. Lối đánh nhàn hạ.
30-15. Đều. Máy bắn bóng 40-30. Mời các anh chị em xem và chia sẻ giúp để cho nhiều người cùng được xem một trận đấu chung kết rất hay giữa hai trường phái. Cảm giác bóng của Diệu Vang cực kỳ tốt luôn. Như vậy game đấu thứ tư, Thế Phúc cầm dao bóng. Mười lăm dao cho đôi Thế Phúc Út Vũng Tàu. Tỷ số trận đấu đang là 2-1. 30 dao cho Thế Phúc. Chào Cường Huy. 40-30. Để lan tỏa một trận đấu rất là hay giữa hai trường phái bóng đá, giữa hai trường phái tennis. Một trường phái thiên về sức mạnh và một trường phái mềm mại, lãng tử. Như vậy là tỷ số 3-1. Tình huống bắn thủng hai lưới của Út Vũng Tàu. Số trận đấu đang là 1-3 và tuyển Võ Thị Sáu đang cầm dao bóng. Mười lăm bốn mươi
040. Chính xác là 040. Trận này tuyển Võ Thị Sáu đánh cũng không được tốt. 15-40, tỷ số là 15-40. Như vậy là tỷ số được nới rộng lên 4-1. Mười lăm dao. Tình huống bóng ngoài nhưng Diệu Vang vẫn rất tiếc là đôi Diệu Vang và tuyển trận đấu này không được sung mãn lắm. Bốn mươi dao. Bóng ngoài. Vần thôi. Như vậy là tỷ số đã được nâng lên 1-5. Không 15. Lãng Tử Diệu Vàng. Những tình huống bóng rất hay, đầy cảm xúc.
tình huống bóng ngoài nhưng Diệu Vang lại vẫn tiếp tục chạm vợt vào được. Mười lăm ba mươi. Mười lăm bốn mươi. Tỷ số trận đấu là 1-5 và 15-40. Như vậy là trận chung kết đã kết thúc với tỷ số 6-1 cho đôi Út Phúc. Và sau đây sẽ là một trận siêu cúp. Mời các anh chị em hãy nán lại một chút để theo dõi trận siêu cúp. Giữa đôi vận động viên Thắng Bò tôi sẽ cập nhật.